Ba yếu tố để làm chủ cảm xúc của bạn. Cảm xúc là một trong những cái chìa khóa cốt lõi để giúp cho cuộc sống của các anh chị có thành công hay không, có hạnh phúc hay không, hoặc có làm việc hiệu quả hay không, hoặc tạo ra dòng tiền như ý của mình hay không. Thậm chí rất là nhiều anh chị ứng dụng luật hấp dẫn mà chúng ta không hiểu cái từ chìa khóa này. Chính vì vậy các anh chị không thu hút được những điều mình muốn. Và hôm nay Phương chia sẻ các anh chị ba cái cách rất đơn giản mà anh chị nào cũng có thể làm được. Trước đây Phương chưa biết về bí kíp này. Phương là một cái người rất là chưa dễ làm chủ cảm xúc của mình. Nghĩa là lúc thì mình cảm thấy vui vẻ, lúc thì tự nhiên không hiểu lý do tại sao mà mình tự nhiên không cái mình cảm thấy buồn quá. Hoặc là thậm chí nghe ai nói cái gì đó về mình mà không có đúng ý thì mình dễ bị tụt cảm xúc. Và khi mà mình không làm chủ được cảm xúc các anh chị thì mình thứ nhất là ảnh hưởng tới sức khỏe, cái thứ hai là tiền bạc nó cũng không như ý, cái thứ ba đặc biệt về mối quan hệ mình cũng không làm cho những người xung quanh của mình hạnh phúc nữa, và mình cũng không có tạo được mối quan hệ tuyệt vời với những người xung quanh. Khi mà Phương chuyển đổi được, học cách được chuyển đổi thông qua ba cái yếu tố mà Phương sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay thì cuộc sống của Phương đã hoàn toàn khác hẳn. Phương làm chủ được cảm xúc của mình, lúc nào Phương cũng cảm thấy vui vẻ, hào hứng, nhiệt huyết với cuộc sống và công việc của mình. Khách hàng rất là thích làm việc với mình, đối tác cực kỳ thích làm việc với mình, tại vì mình là một người tích cực và có thể truyền được một cái nguồn năng lượng tuyệt vời cho họ, và họ rất là thích ở bên cạnh mình, ngay cả những người thân của mình nữa. Chính vì vậy nên là cuộc sống của Phương càng ngày càng thăng tiến đi lên rất là nhanh. Chính vì vậy nên nếu mà anh chị nào chúng ta cũng đang trong cái tình trạng là không có duy trì được cái cảm xúc, có thể là vì những cái vấn đề của gia đình hay này kia, thì các anh chị cũng có thể ghi chép lại những cái nội dung mà Phương đã áp dụng cho cuộc sống của mình để thay đổi. Nhất đó là khả năng kiểm soát về suy nghĩ. Khi các anh chị cảm thấy tự nhiên không tự nhiên mình tụt năng lượng, thì việc của các anh chị đó là không hỏi sao mình như thế này như thế kia, mà anh chị hãy quan sát là mình đang suy nghĩ cái thứ gì ở bên trong để cho mình có cảm xúc như vậy. Và cái thứ mà mình đang suy nghĩ á, nó có đang hướng cho mình tới cái sự thành công hoặc đang hướng tới những điều tốt đẹp không? Nếu mà không á, thì việc của mình đó là mình sẽ học cái cách để mình chuyển đổi lại cái suy nghĩ. Phương ví dụ anh chị tính gọi điện cho khách hàng và chúng ta cảm thấy là trời ơi sao mà lo lắng bồn chồn quá, rồi không biết là khách hàng có thanh toán tiền cho mình không, hay là khách hàng có mua hàng của mình không, rồi khách hàng có tiền mua hàng không. Thế là các anh chị rất là ngập ngừng và các anh chị cảm thấy mình lo lắng nhiều hơn, rồi mình cảm thấy mình không muốn gọi cho khách hàng. Đó là cái cảm xúc chán nản trong quá trình làm việc chẳng hạn. Thì anh chị sẽ quan sát lại, rồi thay vì mình hùa theo cái cảm xúc đó rồi mình không làm luôn, không làm thì không tạo ra kết quả. Chính vì vậy thì mình sẽ quan sát là mình đang có suy nghĩ gì bên trong. Nếu mà mình đang suy nghĩ như vậy và không đang tạo ra kết quả cho mình thì việc của mình đó là thay đổi lại ngay. Nói không được, tôi sẽ làm được tất cả mọi thứ, tôi là người bán hàng cừ khôi. Đấy, các anh chị hãy nói lại cho mình nghe về những cái tư duy mà hỗ trợ cho cái sự thành công của mình. Nếu anh chị nào đang kinh doanh mà còn đang chưa tạo ra kết quả tuyệt vời, có nghĩa là cảm xúc anh chị mà bị tác động bởi người ngoài, là anh chị cần phải có một cái bộ tư duy niềm tin chuẩn chỉnh. Anh chị cũng có thể là tham khảo những cái bộ tư duy mà Phương đã áp dụng, hãy nhắn cho Phương. Thứ hai đó là các anh chị hãy thay đổi cái ngôn từ của mình đi. Thay vì mình nói những cái ngôn từ không tích cực thì mình chỉ nói những ngôn từ tích cực một chiều thôi. Thay vì mình nói là hôm nay tự nhiên mình buồn quá thì mình đổi cái từ buồn sang từ không vui, hôm nay mình không vui, thì não của mình chỉ biết là nó chỉ không biết từ không và nó sẽ chấp nhận từ vui thôi đó. Và thế là mình nói ví dụ như bây giờ cái đầu của mình này nó không được như ý của mình thì mình nói là cái đầu tôi không được khỏe đó. Mình sẽ sửa đổi lại cái ngôn từ và tránh nói những cái từ không tích cực đối với chính mình và cho cả người khác nữa. Thì anh chị cũng có thể tham gia vào nhóm rèn luyện thực hành cái việc mà chỉnh sửa ngôn từ. Trừ khi mà chỉnh sửa ngôn từ, cuộc đời của Phương đã hoàn toàn thay đổi các anh chị. Và yếu tố thứ ba rất là quan trọng, biểu cảm gương mặt của mình. Các anh chị hãy học cách cười nhiều hơn mỗi ngày. Khi các anh chị cười, các anh chị sẽ sản sinh ra được một cái hormone hạnh phúc mà khiến cho cuộc sống của các anh chị sẽ hạnh phúc.